Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Và tiếp tục thì trong video ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại khui một cái lô hàng mới cho cả nhà mình. Và như mọi người có thể thấy là hôm nay thì sẽ có xuất hiện với rất nhiều mã hàng siêu phẩm. Thứ nhất đó là một phiên bản của Orange Star này, một cái phiên bản dòng cao cấp. Ngoài ra sẽ có một cái mẫu Zeppelin cơ mọi người nhé, chứ nó không phải là dòng pin đâu. Phiên bản này thì một lát nữa em sẽ tiết lộ bí mật cho cả nhà mình vì nó có khá là nhiều các cái nét gọi là đặc sắc. Tiếp theo là mẫu của Citizen này, Siga này, rồi là phiên bản của Diazen với cả một vài thương hiệu khác nữa. Mọi người có yêu thích ở phiên bản đồng hồ nào thì các chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 0858584 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Dạ vâng, cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với em trong suốt thời gian qua và cũng như trong video ngày hôm nay. Và với màn sản phẩm đầu tiên thì em cũng sẽ lên luôn cho cả nhà mình. Thì đầu tiên ấy, em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là một cái mẫu của Diazen luôn nha. Đây là một cái mẫu của Diazen này. Đó, hộp đầy đủ. Dạ vâng, chiếc này thì qua sử dụng rồi nhưng mà độ mới của nó còn cao ấy. Bản này dành cho anh nam tay vừa và hơi to mọi người nha. Full hộp này, giấy tờ bên trong này. Đây, mọi người thấy không ạ? Rất đẹp nha, rất đẹp, rất xuất sắc. Với cái bản Diazen này thì nó sẽ có cái size mặt, đó là size 45.5 này. Càng của mẫu này đó là 49.6 này. Đấy, lịch ở vị trí góc 6 giờ nhá. Kim này, cọc số này, mặt này, trải đều đường vân này. Đấy, đây là chi tiết niềng này, cạnh núm này. Đây là mặt sau. Với độ chống nước của nó sẽ là 53 nhé. Đấy, rồi mã số hiệu của sản phẩm của nó đi kèm. Về còn về đây là dây ý, thì cái mẫu này mặc dù là đã qua sử dụng nhưng mà em thấy là dây còn rất là mới. Vì nếu mà người ta mà đeo ấy thì nó sẽ lên cái màu theo thời gian ở đây này. Đó, nhưng ở đây thì không. Nó rất là mới nha, nó chỉ có một chút xíu thôi. Đấy, khóa này. Và cái chất dây của Diazen hay là Polis hay là một vài thương hiệu khác nữa, thì cái chất dây này nó là một cái chất dây da tấm. Đấy, một cái dây da tấm nha. Dây da rất là xịn và dây của nó là dây bản to. Ở đây nó còn có cả các cái đinh ốc hình hai cạnh để nó bắt vít vào cơ. Đấy, bản này dành đến cho các anh nam tay vừa và hơi to một chút. Mẫu này thì em cũng đang để cho cả nhà mình, đó là 1.850.000. Mã số 141, mã hàng đầu tiên. 1.850.000. Tiếp theo sang ở mã 142. 142 thì em sẽ lên cho cả nhà mình mã 142, đó là một cái mẫu. Thôi, có khi em lên luôn cái mẫu của đây em lên cái mẫu của Pagani Design nhá. Cái thương hiệu Pagani Design này thì đây là một cái thương hiệu nội địa. Dạ vâng, và ở đây nha, nó sẽ có hộp sổ. Chiếc này form giống y xì như là Rolex luôn. Thẻ đầy đủ này. Đấy. Nó sẽ ở cái ngăn cạnh ngang này mọi người ạ. Trời ơi, nó đẹp lắm luôn ý. Và y xì như là bản Rolex. Đấy, nó giống với cả cái mẫu dòng Rolex, dòng Submariner ấy mọi người. Và bản này thì nó cũng có một cái chức năng của nó nữa, đó chính là cơ automatic nha. Bản này là cơ automatic, cơ tự động này, có chậm có tay đi kèm này. Và sau đó là có thiết kế, đó là niềng xoay này, núm gen này và đáy vặn này. Thế cho nên độ chống nước của nó rất là tốt. Đây là bản này, mặt bên trong, mặt màu xanh, trải đều có cái đường vân này, niềng xoay này, đấy, núm gen này, thấy chưa? Và cái đằng sau đây, đằng sau đây thì nó sẽ có cái phần thông số, đó là Pagani Design, mã của nó sẽ là PD1639 nhá. Độ chống nước của bản này là 100m, tương đương với cả 10 ATM. Tiếp theo nữa là cái bộ máy thì sẽ sử dụng, đó là bộ máy NH35A. Bộ máy này là bộ máy của Seiko và nó có đến đó là 24 chân kính. Đấy, bộ máy 24 chân kính nha. Dây này, đó, chốt khóa này. Chiếc này thì qua sử dụng rồi nhưng mà độ mới còn rất là cao. Cái này em nghĩ là chắc người ta cũng chỉ sử dụng lướt thôi chứ cũng không có sử dụng nhiều. Đấy, viền này, cạnh này. Mẫu này nó sẽ dành cho anh nam tay vừa và hơi to đấy. Đây là mặt này, đẹp chưa? Đấy, automatic nha. Bên trong của cái phiên bản này thì bộ phim với cả cọc số ấy thì nó cũng sẽ có cả dạ quang. Đây, nó sẽ có cả dạ quang. Đấy, ở trong điều kiện sáng kém nha. Thấy chưa? Đó, là mọi người vẫn có thể là quan sát giờ dễ dàng. Và lịch này sẽ nằm ở vị trí góc 3 giờ. Niềng xoay. Cái niềng này nó được làm bằng cái kiểu dạng như là gốm đá ceramic ở bên trên niềng này. Đấy, viền dây.
Còn tất nhiên là người ta đã qua sử dụng nên là đôi khi nó cũng sẽ có xuất hiện một vài các cái vết xước lông mèo này nhỏ nhỏ này, nhưng cái này thì không đáng kể, với cả cũng không rõ đâu. Cái này là em chiếu đèn vào thì mọi người mới thấy thôi, chứ còn để mà nhìn bằng mắt thường thì nó khó phát hiện lắm, nhìn trông nó sẽ rất là mới đấy. Và này em đang để luôn cho cả nhà mình, đó là 3.650.000, 3.650.000 mã 142 nhé, mã 142. Tiếp theo sang ở mã 143 thì đối với phiên bản mã 143 thì em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là một cái mẫu của Orange Star đấy. Thì về thương hiệu Orange thì mọi người cũng quen thuộc rồi, bản này thì em cũng có về là full hộp rồi, full hộp này, giấy tờ này, chiếc này họ mới mua mọi người ạ, mua từ tháng 7 năm 2023 mới mua. Đây giá của nó đây, 61.600 yên, tức là nó tương đương với tầm khoảng độ gần 13 triệu. Sell đi nó cũng phải rơi vào tầm 11-12 triệu rồi. Đấy. Đây là mẫu Orange mới mua của năm ngoái thôi mọi người. Nên là người ta sử dụng còn rất là mới. Cái chiếc này tôi sẽ gỡ cái dây ra nữa. Nó đẹp lắm mọi người ơi. Cái phiên bản này nhá, thì đây là cái phiên bản Orange Star. Cái này phải nhìn ngoài cơ, vì ở trên video cảm giác nó sẽ hơi khó nhìn, nó hơi bị bóng. Em đang để nó hơi bị bóng lóa một chút. Cái màu của nó ấy, nó là cái màu vàng của vàng sâm panh ấy mọi người, nên là khi mà nhìn vào nhìn trông nó cực kỳ đẹp, rất là sang luôn. Đây là phiên bản Orange Star Automatic, tức là phiên bản này cũng là một cái dòng đời cao của Orange. Ở trên này này nó sẽ có kim xăng, kim báo cót nha mọi người nha. Đấy, kim xăng, kim báo cót này. Để chưa, mọi người lên cót tay này thì các chị mọi người sẽ lên cót tay như thế này. Đấy. Thì nó sẽ có cái dự trữ năng lượng, cái mức dự trữ năng lượng ở trên này như thế nào thì nó sẽ báo luôn cho cả nhà mình ấy. Lộ tim này ở vị trí góc 9 giờ này, và mọi người nhìn vào cái bộ kim này. Kim nhá. Đây nó có một cái kim dây của nó là kim nung xanh này, kim giờ, kim phút này, cọc số này, được làm bằng chất liệu thép nhưng mà bắt sáng cực kỳ tốt luôn. Mặt bên trong này trải đều có cái đường vân này. Đấy, viền cạnh này vừa sáng bóng này, cạnh. À, núm ở đây nhá, nó còn có một cái núm rất là trong, nó giống như một cái núm đá ấy. Và đây, đây là đằng sau đáy nhá, độ chống nước của nó sẽ là 53, made in Japan nhá. Đấy, đây là một cái phiên bản được sản xuất ở tại Nhật luôn, đúng không? Thiết kế sản xuất lắp ráp tất cả các chi tiết linh kiện đều tại Nhật này. Orange Star này, đây là bộ máy bên trong này, đẹp chưa? Đấy, đánh toàn bộ các cái đường vân vảy rồng, rất đẹp, rất xuất sắc nha. Tiếp theo là về dây, đấy thì đây là bộ dây, dây zin nhé, dây zin của hãng luôn ấy. Đấy, các cái đường chỉ này, khâu tay này, dây này, chốt khóa này. Nói chung là ở bản này nó rất là mới luôn ấy. Người ta mua cũng rơi vào tầm khoảng độ từ năm ngoái ấy, đúng không ạ? Thì đến nay thì cũng phải rơi vào tầm khoảng độ 1 năm rồi. Thế nhưng mà em thấy là độ mới của nó cao mà nó đẹp ấy, thì chứng tỏ là cái người chủ cũ người ta cũng dùng rất là giữ gìn. Đấy, bản này là size 40.4 nhá, và càng của mẫu này là 46.3. Đấy, và như cổ tay của như cổ tay của em đây là 16.5 này. Đấy, là em đeo vừa luôn nhá. Thì kể cả là 16.5, 17, 17.5 mọi người đều có thể đeo được ở phiên bản này. Mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình, đó là 6.650.000, 6.650.000 nha, full hộp. Đấy, sổ sách của nó sẽ có đầy đủ, mã của nó sẽ là ở mã 143. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 144. Mã 144 thì em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là một cái mẫu của Citizen nha. Đây là mẫu Citizen mà rất quen nhưng mà nó lại rất lạ. Dạ vâng, bởi vì cái bản Citizen này thì đây là cái mẫu Citizen em có về là full hộp này. Nó có đây, đây là giấy tờ sổ sách của nó, có đầy đủ này. Đấy. Cái mẫu Citizen này thì không phải chê một điểm gì luôn. Em nói rất quen rất lạ bởi vì là sao, đó là cái modun máy của nó ấy, đó là cái dòng E610, đúng không ạ? Thì các anh chị mọi người cũng đã rất là quen thuộc với cái dòng E610 rồi. Nhưng mà thường ấy thì nó sẽ là các cái mẫu mẫu 6 kim. Mẫu 6 kim mà cái mẫu dummy vàng giống như là hôm trước mà em đã có lên cho cả nhà mình ấy. Ở cái video hôm cũng hình như cũng hôm lâu lâu rồi ấy. Đấy, nhưng mà cái form
nó cùng là dòng máy E610 nhá, nhưng mà cái form của nó sẽ là khác nhau. Đấy, cái form của bàn này này, nó sẽ là một cái form thép trắng đúng không ạ? Mặt trắng và niềng niềng này của nó này, nó sẽ là một cái niềng cao lên. Còn ở cái bản kia của nó không có niềng này đâu. Cái bản kia nó chỉ là cái bản niềng bằng thôi, chứ nó không phải là cái dòng niềng xoay, niềng cao lên này đâu ạ. Đấy, nên là mọi người cứ tìm hiểu về cái dòng E610 ấy thì mọi người sẽ ra luôn cái mẫu đó luôn. Ở cái dòng E610 này nhá thì nó có khá là nhiều chức năng. Đó, thứ nhất đó là cái dòng Eco Drive, tức là pin năng lượng mặt trời này, và có tuổi thọ pin của nó rất là lâu này. Đấy, và thứ hai nữa đó là ở đây này, nó sẽ có tùy chỉnh theo từng cái chế độ. Ví dụ như mọi người cần đến chức năng Chronograph thì các chị sẽ xoay cái kim này về cái chức năng Chronograph đúng không ạ? Và lúc đó mình sẽ tự reset và tự sử dụng. Về thời gian này, LTM đó là cái local time, tức là cái giờ địa phương, báo thức này, đúng không ạ? Cái phần khan này nó sẽ là lịch nha. Thì mọi người sẽ đấy, đây là về thời gian này. Thấy chưa? Đấy, đây là về thời gian. Thì ở đây nó có cả kim 24 giờ một ngày. Thì cái kim 24 giờ một ngày này thì mình sẽ biết được là cái thời gian này nó đang là ban ngày hay ban đêm. Đấy, đấy là kim 24 giờ nhá. Nó có chức năng đó là cái chức năng FMT, đúng không ạ? Tức là giờ thế giới, tức là cái giờ mùa hè này, đúng không ạ? Tiết kiệm pin này. Rồi sau đó là nó sẽ có đó là thứ ngày, thứ ở trong này. Thứ nhá, thứ này. Sunday, Monday, Tuesday này. Lịch này, lịch ngày ở vị trí góc 6 giờ này, và nó có cả múi giờ thế giới nữa. Đấy, thì khi mà mọi người mà muốn chỉnh hay là mọi người muốn tìm hiểu kỹ hơn ở trong dòng này thì các chị chỉ cần gõ đó là Citizen E610 thì người ta có rất nhiều các cái video để mà người ta hướng dẫn cho cả nhà mình ở bàn này. Đó, mặt kính này rất đẹp nha, bên trong này kim này, cọc số này, bát sáng cực kỳ là tốt luôn. Đặc biệt ý là buổi tối nó cũng sẽ có cả dạ quang sáng này, và trong điều kiện sáng kém nha. Nhớ lưu ý cho em đây là cái bản mà cái dòng niềng xoay. Đấy, chứ không phải là ở cái dòng E610 mà cái dòng niềng bằng đâu. Đây là cái dòng niềng xoay. Đây là dây này, chốt khóa này, mặt trước này, mặt sau này. Đấy, Japan Mode và cây China thì cây của nó sẽ là vỏ ấy. Vỏ nó sẽ được sản xuất ở tại nhà máy của Citizen, được đặt ở bên nước thứ ba. Đấy, thế nhưng mà hoàn toàn là vẫn phải theo tiêu chuẩn công nghệ của hãng. Bởi vì các anh chị cũng xem nhiều, các anh chị đam mê về đồng hồ thì mọi người cũng đều biết được các cái thông tin này rồi, đúng không ạ? Bởi vì là theo dây chuyền của hãng hết. Và khi mà đã tung ra thị trường thì họ cũng đã phải có những cái kiểm định rất là nghiêm ngặt để có thể là phân phối ra thị trường. Đấy, để còn đảm bảo về chất lượng của người tiêu dùng và cũng như là cái uy tín của cái thương hiệu của hãng nữa. Đấy, và mọi người dùng với dòng E610 là các anh chị cũng đều biết. Với mẫu này thì đã qua sử dụng nhưng độ mới cao, và size mặt của phiên bản này đó là size 43. Càng của mẫu này sẽ là 48.4 nha. Cái này dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu là mọi người sẽ đeo ok. Bản này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 3.650.000. 3.650.000. Bản này sẽ ở mã 144. Mã 144. Nói chung là về cái dòng E610 này ấy thì thực sự với cả nhà mình là rất rất lâu rồi em mới đấu được ở cái dòng niềng xoay này. Còn cái dòng niềng trơn thì thi thoảng em vẫn đấu được ở các bản mặt xanh hoặc bản đường mi, nhưng các bản dòng niềng xoay này rất là ít. Sang ở mã 145 thì mã 145 thì em sẽ lên cho cả nhà mình đó là một cái mẫu, cũng là một cái phiên bản siêu phẩm nữa, đó chính là phiên bản của Chume. Đấy, Chume nha. Chiếc này thì cũng hơi tiếc là nó cũng không về đồng hồ, không về hộp, và nó chỉ về nguyên đồng hồ với cả sổ của nó thôi. Đấy, Chume Made in Japan, được thiết kế sản xuất đều ở tại Nhật hết. Và cái Chume này này, đây là cái phiên bản, đó chính là cái phiên bản gì nhỉ? Phiên bản Colapin. Dạ vâng, mình gọi là Colapin. Thì tức là cái sự chuyển động của nó ấy, đó chính là cái sự chuyển động của cái phần automatic. Và khi mà cái sự chuyển động của automatic, tức là mình sẽ chuyển từ động năng, đúng không ạ? Và nó chuyển thành từ động năng nhé, chuyển thành năng lượng và tích vào trong cái quả pin ở bên trong. Mọi người có thấy coi là có hai cuộn điện ở bên trong không ạ? Đấy, thì khi mà mọi người sử dụng ở sang cái dòng này ý, nó là cái sự kết hợp giữa đó là ưu điểm của dòng cơ, đúng không ạ? Đó là nó có cái sự chuyển động, nó có cái sự hoạt động. Nhìn cái kim dây nó chạy rất là thích luôn nha. Đấy, cái này nó phải có nhiều năng lượng cơ thì nó mới chạy đều, thì một lúc đấy mọi người mới nhìn rõ được cái sự chuyển động của nó. Thế còn cái pin thì nó sẽ tích vào, đúng không ạ? Thì nó sẽ là nạp cái năng lượng vào trong quả pin đấy, và lúc nào cái đồng hồ nó cũng chạy và rất là chuẩn, rất là chính xác. Đấy, thì nó đấy là cái dòng ưu điểm của cái gì đó là của cái dòng Colapin.
Đấy thì mọi người có thể là tìm hiểu giống như là cái dòng Celcukinetics ấy, mọi người có thể là tìm hiểu là nó sẽ ra ở cái dòng này để mọi người hiểu rõ hơn về cái cách mình sử dụng. Đối với phiên bản này thì nó sẽ vừa kết hợp với cả ceramic này, kết hợp với cả titanium này, mã của nó sẽ là ME25-UA0 này. Độ chống nước đó là 10 ATM nhá, phiên bản nội địa này. Đấy, đây là chume này, bên trong bộ máy này. Đây, bộ máy bên trong đây, hai cuộn điện này, đúng không ạ? Đây, đây là cái quả văng. Đấy, đây là cái quả văng này thì nó đại diện cho nó là cái việc đó là giống như là automatic mình lắc, đúng không ạ? Sau đó là tích năng lượng vào trong cái quả pin đó. Đấy nhá, đây, đây là bộ máy bên trong này. Anh chị có thể quan sát này. Nó rất là nhẹ, rất là thích luôn. Và đặc biệt là cái màu của nó, cái màu niềng này này, đó là cái niềng bằng gốm đá ceramic đấy ạ. Và nó có cái màu giống như là màu xanh quân đội ấy. Đấy, và kể cả cái dây này của nó cũng thế nhá. Dây này, đó, tác mác này, đầy đủ này. Đây là có giá của nó cực kỳ là cao đấy, chứ không hề rẻ đâu mọi người ạ. Kể cả như là cái giá mà mình mua tại các cái hàng cũng đã qua sử dụng rồi nhá, tại các cửa hàng của eBay ấy, trên trang thương mại điện tử của Mỹ ấy, thì các anh chị cũng đều biết đấy, giá của nó cực kỳ cao luôn. Đây 88.000 yên ạ, nó tương đương với khoảng 19-20 triệu đấy, và sale đi thì nó 17-18 triệu, và sale đi nó rơi vào tầm khoảng độ hơn 16-17 triệu. Đấy, đây là mã check của nó này, chume này, lâu lắm rồi em mới đấu lại được cái mẫu chume này cho cả nhà mình. Cái bản này thì nó có dạ quang này. Đấy, dạ quang rất là sáng nha, ở bộ kim này, cọc số này, với cả ở cái các cái góc chính ý, đó là 24, 6 và 12, 24, 6, 12 và 18. Đấy, size mặt là 44, càng của mẫu này là 52.7. mẫu này là núng gen nhá, bản này rất là nhẹ, bản này cực kỳ nhẹ, nó còn có cả giờ GMT, giờ thế giới nữa này mọi người này. Cái này nó đang hết năng lượng. Đấy, mình phải lắc thêm mọi người ạ, thì nó mới nạp tích đủ cái năng lượng vào ấy. Đấy, bắt đầu nó chạy đấy. Thấy chưa? Đây là mới lắc một chút xíu thôi, gọi là mô phỏng một chút để cho cả nhà mình có thể tưởng tượng được cái sự hoạt động của nó thôi. Đấy nhá, và đây em đeo lên tay này, dây dù nhá, dây dù quân đội này, màu xanh này, rất là đẹp. Mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 4.650.000. Dạ vâng, 4.650.000. Trước này thì tiếc là nó không về hộp thôi ạ, nó chỉ về nguyên đồng hồ với cả sổ thôi. 4.650.000, mã 145. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 146 này. Mã 146 thì em sẽ lên tiếp cho cả nhà mình đó là một cái mẫu nữ đi. Một cái mẫu nữ của Charlie Perry Sweet nha. Em có về là full hộp. Đây. Bản này thì thực sự rất rất đẹp. Nó cũng không phải là cái mẫu này, nó cũng không phải là dành riêng cho nữ đâu. Cái này thì kể cả như là các anh nam ấy, nam nhưng mà nam tay vừa vừa là mọi người đều có thể đeo được nha. Đây, Cherry Berry này. Cái màu của nó là màu hơi nâu cà phê một chút xíu. Chất liệu tung ten, kính sapphire. Lịch nó sẽ nằm ở vị trí góc 6 giờ. Bên trong này, mặt trải đều đường vân này, có hai cái phần viền đá mọi người thấy không ạ? Đấy, và đều được ghim chấu toàn bộ nha. Mặt rất đẹp. Và thứ hai nữa đó là toàn bộ cái chất liệu ngoài này, nó đều được làm bằng cái chất liệu đó là chất liệu tung ten. Đây là một cái chất liệu nó giống như là đá ceramic nhưng nó sẽ cao cấp hơn ceramic. Nó sẽ có độ cứng tốt hơn, độ bóng sáng tốt hơn. Cái này mọi người sử dụng kể cả bao nhiêu lâu đi chăng nữa ấy, mình thi thoảng mình vệ sinh các phần kẽ kẽ này thôi cho nó đỡ bám bụi bẩn thôi. Còn cái viền này mình chỉ cần lấy khăn mình lau một cái đi, nó sẽ lại sáng và rất là sạch. Đấy, rất là hay, bởi vì em cũng về khá là nhiều cái mẫu này nhưng mà ở cái lô từ đầu năm cơ. Vâng, lô từ đầu năm thì em đã có về ở các cái mẫu đấy rồi. Đấy thì các anh chị thấy là có những cái phiên bản mà đã qua sử dụng nhưng mà nó mới, nó rất là nhìn nó rất là mới nha. Đây mọi người thấy không? Chỉ cần lau đi là sáng thôi. Đằng sau đấy đây, nó có thông số đó là kính sapphire này, chất liệu tung ten này. Đây, tag mark nha, của nó sẽ có đầy đủ. Đây là mã của nó là CP660. Giá của nó hiện tại đang là 105.000 yên cơ. Nó tương đương với mấy chục triệu đấy. Đấy, không hề rẻ một chút nào cả. Bởi vì là cái kính sapphire chất liệu tung ten, toàn bộ dây viền vỏ mặt nha, chứ nó không phải là chỉ là nguyên cái mic dây đâu, mà toàn bộ luôn đấy ạ. Size 34. Càng của mẫu này này, càng của mẫu này thì lại phải tính ra ngoài này mọi người ạ, bởi vì cái chỗ này của nó sẽ là cái càng cố định. Đấy, càng này của nó sẽ là 52.5 nha. Và đây em đeo lên tay cho cả nhà mình xem này. Cái mẫu này thì màu này thì em nghĩ là nam đeo sẽ hợp hơn. Nam đeo sẽ hợp hơn nữ. Vâng, cái này là một là chị nào mà nữ tay thật to như em. Còn nếu không cái này thì phải cho anh nam tay to, anh nam tay vừa và hơi to. Đấy, viền này, cạnh này, dây này. Đấy chưa?
Bản này thì em đang để cho cả nhà mình mẫu này đó là 3.250.000. 3.250.000 nhá. Bản này sẽ ở mã 146. Mới nguyên full hộp, mã 146. Tiếp theo sang ở mã 147 nhá. Mã 147 thì thực sự hôm nay có rất nhiều siêu phẩm luôn. Không biết là lên mẫu nào. Thì có lẽ là em sẽ lên cho cả nhà mình một cái mẫu của Zeppelin. Đây là một cái mẫu của Zeppelin này. Cái bản Zeppelin này, đây là một trong các cái dòng cao cấp của Zeppelin, nằm trong bộ sưu tập của dòng LZ129. Đây là mẫu automatic mọi người nhé, chứ nó không phải là cái bản pin. Để mà có những cái mẫu Zeppelin cơ ấy, em phải nói thật sự với cả nhà mình là rất ít và rất là hiếm. Vì ở đây em biết là mọi người cũng đấu hàng nhiều, và các anh chị mọi người cũng đam mê về đồng hồ, các anh chị cũng xem đến các cái trang đấu hàng rồi, thì các anh chị cũng đều biết. Đấy, cái phiên bản này này, nó sẽ có sử dụng, đó là một cái dòng máy đời cao. Đó chính là dòng máy Mizota nhé. Nhưng mà nó là cái dòng máy đời 9132. Đấy, nó nâng cấp từ máy 8210, đúng không ạ? Sau đó lên đó là 9015 hay sao ấy. Nói chung là nó sẽ nâng cấp dần lên rất là nhiều chức năng. Và đây là cái dòng cao nhất của máy Mizota. Đấy, 9132. Thì cái 9132 này này, nó có 26 chân kính với tần số dao động của nó là 28.800 VPH. Và cái bộ máy này nó tương đương với cả một máy Thụy Sĩ. Đấy, mọi người có thể là tìm hiểu về cái dòng máy 9132 này thì có rất nhiều các bài viết, và người ta đã có thể là chi tiết về cái bộ máy này nha. Hoặc là các anh mọi người ở đây, mọi người xem là các chị mọi người cũng đam mê, mọi người là thợ thì các chị cũng đều biết về dòng máy này luôn. Đấy, 9312. À quên, 9132. Thấy chưa? Made in Germany này. Nó sẽ được sản xuất ở tại Đức. Thấy chưa? All stainless steel nha. Độ chống nước của nó sẽ là 3 ATM. Đấy, dòng Honeybug đúng không ạ? Mã của bản này sẽ là 7060. Các chị có thể check theo cái mã bản này, đó là 7060. Còn đây là em nói qua về cái bộ máy 9132. Đấy, tần số dao động của nó là 28.800 VPH. Mẫu này là cái bộ máy của nó tương đương với cả máy Thụy. Và đây nha, cái với cái bộ máy 9132 này thì ở đây này, nó sẽ có thêm một cái phần chức năng nữa, đó chính là chức năng báo cót. Đấy, đây là mẫu automatic nha. Mẫu này có cả trợ cót tay này. Đấy, chức năng báo cót nha. Và đây em lên cót tay này, thì mọi người thấy không ạ? Nó đang chạy và nó đang hoạt động này. Đấy, đấy là cái phần chữ cót nha. Đấy, trợ cót tay. Dưới này nó sẽ có thêm một cái phần nữa, đó chính là kim 24 giờ của một ngày. Thì như thế là mình sẽ biết được là cái lúc này nó đang là ban ngày hay ban đêm, đúng không ạ? Để mình biết là cái lịch nó nhảy có chuẩn chính xác giờ không. Ví dụ như lúc này đang là 12 giờ trưa. Đấy, lúc này nó đang là 12 giờ trưa. Thì lúc này cái 12 giờ trưa này thì cái lịch của nó sẽ phải đứng im như thế này, đúng không ạ? Đấy, còn khi mà nó quay đến 24 giờ, nó còn có cả chức năng hacking stop nữa mọi người ơi. Có cả chức năng hacking stop nha, tức là chức năng dừng kim dây đột ngột. Bắt đầu em xoay tiếp nha. 2, 9, 9 giờ, 10 giờ này, 11 này. Đấy, ngày mùng 8 này, bắt đầu này. Đúng không ạ? Chuyển sang ngày mùng 9 này, đóng núm này, bắt đầu tiếp tục chạy hoạt động. Đấy, mọi người thấy này, mặt rất đẹp luôn nha. Mẫu này thì đã qua sử dụng rồi. Cái dây về thì nó cũng bị xấu ấy, bị hỏng ấy, nên là em cũng đã lên cho cả nhà mình một cái bộ dây mới rồi. Đây là cái bộ dây da cá sấu nhá, và dây là dây khâu tay. Đấy, đây là bộ dây rất là xịn luôn đấy ạ. Thì mọi người chơi về đồ da là các chị biết đúng không ạ? Đây. Đấy, em đã lên cho cả nhà mình một bộ dây mới, dây da xịn rồi. Mọi người về là mọi người cũng chỉ việc sử dụng thôi. Size mặt ngang của bản này là size 40 nhá, và càng của mẫu này là 43.3. Và đây như cổ tay của em đây là 16.5, là em đeo vừa. Đấy, và mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 5.500.000. 5.500.000 nhá. Bản này sẽ ở mã tiếp theo, đó là mã 147. Di chuyển sang ở mã 148. 148 thì em lên ở mẫu này. Mẫu này thì thực sự với cả nhà mình là chưa bao giờ em đấu về được cho cả nhà mình ở cái mẫu Festina, thương hiệu của Mỹ, mà nó là cái dòng automatic. Đấy, thật sự với cả nhà mình luôn, các anh chị mọi người mà xem các cái video trước đó của em đúng không? Các anh chị có thể dò lại là mọi người sẽ thấy là chưa bao giờ em đấu được cái mẫu này mà automatic. Và em cũng chỉ nghĩ mỗi là cái thương hiệu này có khi là người ta chỉ sản xuất ra mỗi mẫu pin thôi. Đấy, nhưng mà ở đây hôm nay thì em lại đấu về được cái chiếc này, đó là mẫu automatic. Đây. Đấy, và nó lại còn là dòng dual time nha mọi người nha, tức là dòng hai múi giờ ấy. Ở đây nó sẽ có một cái múi giờ, đó là một cái múi giờ địa phương của mình này. Đây, nó có một cái múi giờ của nó sẽ là múi giờ thế giới này. Viền này, mặt bên trong này.
mẫu này thì cũng đã qua sử dụng rồi nên là đôi khi nó cũng sẽ có một vài các cái vết xước lông mèo nhỏ thì cũng không thể tránh khỏi được. Đấy, kim cọc số nó có dạ quang sáng ở trong điều kiện sáng kém này, viền cạnh dual time nha. Vỗ máy ở đây, máy đây mọi người rút núm vào đây, với mọi người rút thì núm vào đây nhá. Đấy, đây là núm này, đây dual time zone này, mã số hiệu này, độ chống nước của nó là 10 TM này, Festina này. Đây bên trong đây nó sẽ sử dụng bộ máy đây ạ. Đây triện logo tên thương hiệu của nó là Festina nhé. 21 dì queo 21 chân kính này, 21 chân kính này, Japan này. Đây là bộ máy. Đó, rất là đẹp luôn đúng không ạ. Và đây là dây. Cái dây này thì nó cũng là một cái bộ dây da xịn đấy, dây da khâu tay đấy mọi người. Đấy, nhưng mà người ta sử dụng cũng thời gian lâu rồi nên là cái đây là cái màu, một cái màu theo thời gian. Đây là khóa. Đấy, khóa bấm thông minh và rất là tiện lợi. Mọi người cũng chỉ việc nó là sập khóa một lần thôi, lần sau mình cứ thế là mình lên tay thôi. Size mặt ngang là 44 nhá, và càng của mẫu này là 54.3. Đấy, và như cổ tay của em đây. Đấy, rất đẹp. Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này. Đó là 3.650.000. 3.650.000 mã 148 nhé. 3.650.000 mã 148. Tiếp theo sang ở mã 149. Phiên bản 149 thì em không biết lấy mẫu nào cho cả nhà mình được. 149 thôi. Có khi là em lên cái mẫu này. Em lên mẫu này nhé. Mẫu kia thôi, có khi là để lại vậy. Đây là mẫu Citizen Exit. Và phiên bản này nó là phiên bản của dòng cái gì nhỉ? Phút đọc là gì? Minute à? Repeater. Vâng, tức là nó có chức năng điểm chuông mọi người ạ. Tóm lại nó là có chức năng điểm chuông nhá. Nó là dòng đời cao cấp của Citizen ấy, Citizen Exit này. Cái này thì em cũng nhờ mọi người về các anh chị mọi người chỉnh giúp em nhá. Bởi vì là em các cái dòng mà đời đời cao cao của dòng Citizen được các cái mẫu mà cái này là kiểu như là ở các cái dòng đời cao cấp ấy, nó chỉ có ở những cái phiên bản nào tức là gần như là cao cấp nhất ấy thì nó mới có cái chức năng điểm chuông thôi. Giống như là mọi người thấy là ở trong các cái thương hiệu lớn, ví dụ như là Bruges này hay là một vài các cái thương hiệu của Patek Philippe đúng không ạ, thì nó có một vài các cái dòng thực sự rất cao là mới có chức năng điểm chuông. Đấy nha, ví dụ mọi người thấy này. Đó. Đúng không ạ? Đấy, bấm vào đây nó có chức năng điểm chuông đấy ạ. Đấy. Đây nha, nó sẽ có sử dụng, đó là dòng máy của dòng của nó là 6760. 6760 nha, mã check của nó có cái đi kèm đầy đủ ở đây này, Japan này. Đấy, đằng sau đáy này, nó gần như là cái mẫu mà đời đầu luôn ấy. Bây giờ người ta cũng không còn sản xuất mấy ở các cái dòng này nữa. Đấy, đây là cái chức năng ở cái dòng cao cấp nhất, nên là chức năng điểm chuông đấy ạ, size 38.7 nha. Bởi vì ngày xưa thì theo như em tìm hiểu ấy là mọi người thấy là cái chức năng điểm chuông nó chỉ có ở các cái đồng hồ treo tường thôi. Đấy, và đến lúc mà nó có cái con lắc đúng không ạ, thì đến giờ nào đấy thì nó sẽ là điểm chuông, nó kêu bính bao hoặc kêu rất là to lên ấy. Nhưng mà với cái bản đồng hồ mà đeo tay ấy, thì gần như là chưa có cái chức năng mà nó có cái chức năng điểm chuông. Và sau này thì họ có nâng cấp lên được các cái dòng đồng hồ, và tức là các cái dòng với các cái cơ khí, các cái bộ máy mà cao cấp nhất thì nó sẽ có chức năng điểm chuông. Càng của nó sẽ là 46.2 nhá. Càng của nó sẽ là 46.2. Đấy, nó có chức năng điểm chuông, để em xem. Mọi người sẽ bấm vào đây. Cái này là nó sẽ có khá là nhiều các cái chức năng. Ví dụ như ở đây là có thứ này, báo thức này, báo thức 1, báo thức 2 nhá, local time này. Đấy, chỗ này của nó đang là báo thức này. Không này. Đấy. Không này thì mọi người vẫn chỉnh cái chức năng không này thì mọi người sẽ chỉnh về như giờ bình thường. Đây là kim 24 giờ một ngày nhá. Không phải. Nó giống như là một cái múi giờ thế giới nữa ấy mọi người. Hình như nó là một cái múi giờ thế giới nữa hay sao ấy. Cái chức năng này là mọi người sẽ về mọi người chỉnh cho em. Bởi vì nó còn có cả chỉnh
nó còn có cả chỉnh cả lịch tháng hay là cái gì đó ấy. Rất rất nhiều chức năng luôn. Đấy là gọi là em tìm hiểu sơ sơ qua. Vì cái này nó không có video hướng dẫn chi tiết mà nó có một cái tờ giấy. Lúc mà mọi người download ở trên Google ấy, là người ta sẽ có một cái kiểu một cái bản file PDF ấy, file mềm ấy, đúng không ạ? Và sau đó là mình sẽ làm theo hướng dẫn ở cái tờ file mềm đó. Đấy, chứ người ta không có video, bởi vì các cái mẫu này nó ít có ở trên thị trường. Không có. Đây nhé, đều. À, lúc nãy em check bằng cái máy kia. Thì mọi người sẽ download cái hướng dẫn của cái bản đấy. Nếu không có thì mọi người cứ nhắn cho em, thì em sẽ gửi cái file mềm đó cho cả nhà mình. Sau đó là mọi người sẽ làm theo hướng dẫn. Đấy, nó bởi vì ở cái bản này nó sẽ có các cái chức năng, đó là các cái chức năng điểm chuông. Nó có nhiều chức năng lắm mọi người ạ. Cái này mọi người phải xem hết và mình có thể là tận dụng tối ưu được ở trong cái bản này. Mẫu này thì qua sử dụng rồi. Đấy, nhưng mà nói chung là độ mới của nó cũng còn rất là ok. Vì quan trọng đó là cái tính năng của nó, với cả cái kiểu như là cái số lượng của nó gần như là không sợ bị đụng hàng ấy mọi người. Mẫu này là size 38.5 nhá, và càng của mẫu này là 46.3 này. Đấy, và đây như cổ tay của em là 16.5, là em đeo vừa luôn. Đấy, mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 3.350.000. 3.350.000 nhá, mã 149. Thực sự nếu mà anh nam nào mà hay thích ở các dòng gender cao ấy, các cái dòng mà kiểu nhiều chức năng này để mà mình tìm hiểu, mình tìm tòi, thì đây em nghĩ là một cái phiên bản rất xứng đáng để cho mọi người có thể là ngồi mày mò tìm một cách chỉnh ý ạ. Sang ở mã 150 và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay nhá. Thì thôi em lên nốt cho cả nhà mình ở mẫu này, đó là mẫu của Selco này. Đấy, đây là mẫu của Selco. Các bạn, Selco này là bản Selco full 6 kim, 7 kim. Và nó chạy chức năng chronograph và ấm giờ thể thao nhé. Nó có cả chức năng ở đây, đó là thời gian đo tốc độ tối đa. Nó tính theo tiếng, chứ nó không chỉ đơn giản là nó tính theo phút đâu. Đấy, mặt này nó sẽ hơi thấp xuống một chút xíu này, dây này, chốt khóa. Mẫu này đã qua sử dụng nhưng nói chung độ mới của nó còn rất là ok. Mẫu này size 40, càng là 47. Bản này em cũng để luôn cho cả nhà mình ở phiên bản này. Dây còn dài thoải mái mọi người nhé. 1.750.000. 1.750.000, mã 150 và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Thì em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành thời gian để theo dõi hết video của em. Và mọi người yêu thích ở mã sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 0858584 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo. Và đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là các lượt follow kênh nhé.